Tống Tinh Thần lại tiếp tục cho thêm một đòn nữa. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mục Đình Kiêu, trông có vẻ xấu hổ. Không có gì khác cả, em không nhận ra. Hắn vẫn đẹp trai như bình thường thôi mà nhỉ. Mục Đình Kiêu nắm chặt hai tay, giấu dưới gầm bàn, không dám đặt lên bàn. Hắn phải chấp nhận một sự thật đau lòng là trong mắt cô, hình ảnh của hắn đã trở nên tầm thường, không khác gì một người đàn ông ngẫu nhiên mà cô nhìn thấy trên đường. A à, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo. Nếu không, ngay cả chút khí chất hắn cũng không hơn được mấy người qua đường kia là bao. Tinh thần nhìn thấy khuôn mặt tuấn Mỹ của hắn bỗng nhiên dài ra, hắn lại tức giận sao? Gì vậy, sao suốt ngày giận dỗi thế, cô chỉ nói thật thôi, cô thực sự không nhận ra gì cả. Mục Đình Kiêu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, không khí mới dần bình tĩnh trở lại. Ăn được mấy miếng, hắn chẳng còn tâm trạng ăn nữa mà tinh thần làm việc vất vả nên lại ăn nhiều hơn bình thường một chút mục đình kiêu nhìn cô ăn thỉnh thoảng lại gắp rau rót nước cho cô trước giờ đều là tinh thần ngắm mục đình kiêu ăn bây giờ mục đình kiêu lại ngồi ngắm tinh thần ăn mối quan hệ giữa hai người lại một lần nữa thay đổi trong phòng riêng yên tĩnh mục đình kiêu nhướng mày nhìn cô ăn cơm đột nhiên nghĩ đến hoàng đình dạ diên hắn từng cho người đến thám thính nơi này người này là một thương nhân rất thân cận với nhà họ lâm mức độ dơ bẩn bên trong đúng là không thể tưởng tượng nổi phí vào cửa rất đắt nhưng miễn là không có người chít muốn chơi thế nào cũng được người đó đã dùng điện thoại di động chụp vài bức ảnh mơ hồ rồi mang ra ngoài nếu không nhìn thấy những bức ảnh đó mục đình kiêu sẽ không bao giờ tưởng tượng được trên thế giới lại có một nơi như vậy tống tinh thần làm sao biết được nơi dơ bẩn như vậy lại để cận phó ngôn đi tìm Cô lấy thông tin này ở đâu? Tất nhiên, Mục Bình Kiêu đã kiểm tra lai lịch của các vệ sĩ của cô, những vệ sĩ này quả thực đã từng làm việc ở biên giới, cả địa chỉ và quá trình trưởng thành của họ đều trùng khớp với tư liệu. Trước giờ cô đều ở thành phố S, sao cô có thể biết được chuyện xảy ra ở Đế Đô, sao có biết được một nơi dưới lòng đất kinh tởm như vậy? Tống Tinh Thần, cô rốt cuộc giấu hắn bao nhiêu? Cô nói báo ân cho hắn, rốt cuộc là chuyện gì? nếu chỉ là lần hắn cứu cô trong bữa tiệc của dương như mục đình kiêu sẽ không để bụng làm gì nhưng rõ ràng là cô có ý khác trong câu nói đó tinh thần ngẩng đầu nhìn thấy mục đình kiêu đang nhìn mình đến xuất thần liền đặt đũa xuống em no rồi anh đang nghĩ gì thế mục đình kiêu nheo mắt lại cười nói không có gì anh chỉ đang nghĩ xem em muốn quà gì trong ngày sinh nhật thôi hình như tặng gì cũng không làm em vui được he he quà sinh nhật à tặng anh cho em cũng không tồi đâu tinh thần nhướng mày cười xấu xa mặc dù hai người họ đã xảy ra chuyện đó nhưng tinh thần không hề nhớ gì về quá trình không bằng hôm đó làm lại một chút he he mục bình kiêu cũng không từ chối mà chỉ cười nhẹ rõ ràng hắn nhìn thấy những suy nghĩ xấu xa này của cô nếu thật sự làm có lẽ cô ấy còn rụt rè hơn bất kỳ ai khác mục bình kiêu không bóc trần mà hỏi cô buổi chiều em lại đến triển lãm à vâng Hứa Vĩ Đạt đi chuẩn bị xây dựng phòng thí nghiệm chip, em phải trông chừng phòng triển lãm. Không đi có được không? Tinh thần nhún nhún vai, hôm nay là ngày thứ sáu, cũng không cần lúc nào cũng có người trông chừng, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên có. Gọi người quản lý của đầu tư tinh thần đến đi, chiều nay đến chỗ này với anh. Đi đâu? Tinh thần hỏi. Sinh nhật của em sắp đến rồi. Hôm đó, anh muốn công khai rằng em là bạn gái của anh đương nhiên tốt nhất thông báo đính hôn luôn để tránh việc mục lý thần cứ như hổ rình mồi với cô trực tiếp chặt đứt ý niệm của hắn tuy nhiên trước khi đính hôn hắn phải đưa cô đến gặp một trưởng lão đưa em đi gặp bà ngoại bà ngoại tinh thần cố gắng tìm kiếm trong đầu muốn biết sở thích của bà mục đình kiêu nghĩ xem lần đầu tiên đến thăm người già nên mang theo quà gì người già thích mẫu con gái như thế nào cô nên ăn mặc như thế nào nhưng cô nghĩ mãi không ra thông tin gì về bà của mục đình kiêu cả kiếp trước cô quan tâm đến mục đình kiêu quá ít ngoài mục lão hình như tinh thần không biết người thân nào của hắn cả nhìn thấy tinh thần sửng sốt mục đình kiêu hỏi sao vậy em không muốn đi à tinh thần mỉm cười trả lời à tất nhiên là em muốn đi rồi nhưng em cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác lông to sụ nhìn cả người như một cục bông không có hình tượng gì cả hiện tại cô còn chưa trang điểm mang hình tượng này đi gặp trưởng bối có chút không được chỉnh chu Tinh thần hỏi Mục Đình Kiêu, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Anh nói xem em có nên đi trang điểm, tạo kiểu tóc, thay quần áo không? Mục Đình Kiêu cười nói, không cần đâu, em thế này trông rất đáng yêu, bà sẽ thích em. Đáng yêu? Cô chẳng liên quan gì đến hai chữ đáng yêu cả. Gán hai chữ này lên một linh hồn 28 tuổi, quá là xấu hổ. Nhưng Mục Đình Kiêu không cho cô bất cứ cơ hội nào, trực tiếp kéo cô đi. Xuống lầu, mục đình kiêu mở cửa chiếc máy bách màu đen để tinh thần vào tinh thần từ chối chạy lên xe của kiều thâm mục đình kiêu không làm cô khó xử ngồi lên chiếc máy bách để dẫn đường cho cô anh đàm quay về phòng triển lãm kiều thâm lái xe đưa cô đi tinh thần lập tức mở túi mỹ phẩm ra nhanh chóng thoa kem dưỡng ẩm thoa kem nền rồi trang điểm lần đầu gặp mặt nhà mẹ chồng cô không thể qua loa thế được sẽ bị người ta ghét bỏ Người bên nhà mẹ Mục Đình Kiêu là ai? Khoảng một giờ sau, xe chạy về phía vùng núi ngoại ô, trên núi phủ đầy cây cỏ và tuyết phủ, rất đẹp. Tuyết trên đường núi đã được dọn sạch, hai làn xe có thể đi vào thuận lợi. Nơi này trông giống như một danh lam thắng cảnh, nhưng khi mở bản đồ ra xem thì lại không thấy hiển thị tên. Không có tên địa điểm, chứng tỏ cả một khu rộng lớn này đều là khu tư nhân. Gia đình mẹ của Mục Đình Kiêu là một đại gia tộc ẩn mình sao? Sau khi lái xe vào núi nửa giờ, họ dừng lại dưới chân núi. Trước mặt Tinh Thần là những tòa nhà cổ kính đứng ngăn nắp. Mục Đình kêu xuống xe trước, mở cửa cho cô thấy cô đang lén lút trang điểm trong xe, đôi môi mỏng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đẹp lắm. Tinh Thần rút tay ra, ngượng ngùng xoay người lại. Kiến trúc cổ kính mang phong cách thời thanh minh. Ban đầu Tinh Thần còn tưởng rằng chúng được làm bằng gạch đá, nhưng khi đến gần hơn, cô mới phát hiện ra tất cả đều là những công trình kiến trúc bê tông thép hiện đại. Ngôi nhà cổ được xây dựng theo cách này thể hiện tính di sản phong phú và phong cách độc đáo. Mục Đình Kiêu nắm tay Tinh Thần đi về phía cổng của ngôi nhà cao nhất. Người còn chưa tới, cửa đã mở ra trước, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa vui vẻ nói, "Thái tử tới rồi, phu nhân đã đợi ngài rất lâu rồi." Ông cũng liếc nhìn Tinh Thần đang đi theo Mục Đình Kiêu. Tinh Thần tự nhiên đứng bên cạnh Mục Đình Kiêu, mỉm cười với người đàn ông trung niên. "Xin chào." Mục Đình Kiêu giới thiệu Chú Ngô, đây là bạn gái của con, Tống Tinh Thần. Tinh Thần, đây là chú Ngô, quản gia của bà. Chú Ngô vui vẻ nói, có bạn gái là tốt rồi. 22 tuổi nên có bạn gái rồi. Hình như tôi đã nghe thấy tên cô Tống Tinh Thần ở đâu đó, nhưng không nhớ nổi. Ngoài trời lạnh lắm, hai người mau vào nhà đi. Mục Đình Kiêu để Tinh Thần vào trước. Tinh Thần bước vào trong viện, chợt nhận ra hai tay mình trống không, cũng không mang theo quà gì, quay đầu lo lắng nhìn Mục Đình Kiêu. Không sao đâu, bà rất dễ nói chuyện. Chúng ta vào nội sảnh thôi. Sân rất rộng, trông rất nhiều hoa mận, mùa đông lạnh giá tràn ngập hương thơm. Ở lối vào đại sảnh, một lão nhân ăn mặc sang trọng nhìn ra, Đình Kiêu đến đấy hả? Bà cụ tóc trắng, đeo trang sức ngọc bích, khoảng 70-80 tuổi, tinh thần rất tốt. Mục Đình Kiêu nghe được giọng nói, vội vàng kéo tinh thần đi tới chỗ bà cụ. Bà ngoại, con tới đây thăm bà. Bà lão mỉm cười hiền hậu nhìn Mục Đình Kiêu, thấy Tinh Thần đứng bên cạnh, cô bé mặc bộ quần áo trắng dày dặn, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt thông minh lanh lợi, lại rất xinh đẹp. Cả khuôn mặt cô trông rất giống một người nào đó, nụ cười của bà cụ dừng lại, đây là ai? Bà ngoại, đây là bạn gái của con, Tống Tinh Thần. Đến đây, Tinh Thần, đây là bà ngoại anh. Bà đã 78 tuổi rồi. Bà rất khỏe mạnh buổi sáng nào bà cũng đi tập thể dục tinh thần đứng trước mặt mục đình kiêu khẩn trương nắm chặt hai tay lại cúi đầu thật sâu chào bà cụ nói chào bà con là tống tinh thần mục đình kiêu cười nói gọi bà ngoại đi tinh thần đỏ mặt đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp mặt trưởng bối chính thức cô có chút lo lắng tinh thần cúi đầu yêu ớt ngượng ngùng gọi bà ngoại ừ bé ngoan ngẩng đầu lên bà xem nào tinh thần ngẩng đầu bà nhìn khuôn mặt cô, càng nhìn, lông mày càng nhíu sâu. "Giống lắm, con rất giống một người, con họ Tống, có phải là cháu gái của Tống Hưng ở thành phố S không?" "Giống? Giống ai? Chẳng lẽ bà biết thân thế của cô?" Cô gật đầu. "Vâng, con là Tống Tinh Thần, cháu gái của Tống Hưng." Sau đó Tinh Thần hỏi, "Bà ơi, bà thấy con giống ai?" Kỳ thật, cô biết mình không có quan hệ huyết thống với nhà họ Tống. Khi cô mới từ thành phố S đến Đế Đô, cô đã dùng máu của chính mình để làm xét nghiệm huyết thống với tống lão gia tử. Họ không có quan hệ huyết thống, ngay cả họ hàng 18 đời cũng không phải. Nhưng bà ngoại lại nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, mặc dù đang cười, ánh mắt rõ ràng đã thay đổi nhưng lại không nói gì. Ta là một lão hồ đồ, hoa mắt, nhìn lầm rồi. Đến đây nào, vào đi, ngoài này lạnh lắm. Bà kéo tinh thần vào trong đại sảnh, nhìn xem, tay con lạnh quá, Chắc là đứng ngoài gió lạnh lâu rồi đúng không? Tiểu Ngô, vào phòng ta lấy ngọc ấm trên bàn ra đây, cho con bé sưởi ấm. Tinh Thần nhanh chóng từ chối, "Bà ơi, không cần đâu, con không dùng bảo bối của bà thế được đâu." "Bảo bối gì chứ? Chỉ là một hòn đá thôi, bà tặng cho con luôn." "Bà ngoại, không được đâu, đồ của bà, con không thể nhận được." Bà cụ mỉm cười không nói gì, kéo Tinh Thần vào sofa trong đại sảnh rồi ngồi xuống. Mục Đình Kiêu ngồi đối diện tinh thần, bà đã đưa cho em rồi, em cứ giữ đi, là tâm ý của bà. Tinh thần gật đầu, cảm ơn bà. Con là cô gái đầu tiên mà Đình Kiêu mang đến đây, chắc chắn là nó đã chấm con rồi mới mang đến đây ra mắt ta. Nó không giống những đứa trẻ khác, một khi nó đã chọn một cô gái, nhất định sẽ không đổi ý. Nó nhìn chúng con, nhất định là con có điểm đặc biệt. Sau này con hãy đối xử thật tốt với nó nhé, dù trước kia con có phải chịu đựng những gì, thì đều là chuyện đã qua rồi đột nhiên tay của tinh thần đang bị bà nắm lấy có chút cứng đờ cô muốn rút tay về trong lời nói của bà hình như có ẩn ý đó tinh thần đột nhiên cảm thấy bà cụ này hình như đã biết điều gì đó bà nói thế là có ý gì bà mỉm cười bắt tay cô đừng lo lắng người mà đình kiêu nhìn chúng nhất định là người tốt con có thích đình kiêu của chúng ta không tinh thần gật đầu có muốn sống thật tốt với nó không tinh thần liếc nhìn Mục Đình Kiêu. Khuôn mặt tuấn tú của Mục Đình Kiêu vô cùng căng thẳng, nhìn tinh thần, chờ đợi câu trả lời của cô. Tinh thần lại gật đầu. Thấy tinh thần gật đầu, Mục Đình Kiêu nhếch môi vui vẻ. Nếu con và Đình Kiêu đã quyết định ở bên nhau, bà chúc phúc cho các con. Chuyện đã qua rồi đừng nhắc đến nữa, đồng ý với bà, sau này hãy sống với nhau thật tốt nhé. Tinh thần gật đầu, cô rất thích Mục Đình Kiêu, hắn là người duy nhất cô yêu trong cuộc đời này vậy thì tốt sau này nếu có khó khăn gì thì có thể tới gặp bà nếu bị nó ức hiếp bà sẽ giúp con chút giận tinh thần lập tức cười nói với mục đình kiêu anh có nghe thấy không bà nói sẽ giúp em chút giận mục đình kiêu cười không nói gì bà buông tinh thần tay ra nói hôm nay đình kiêu gọi điện thoại cho bà nói hai đứa không thể ở lại ăn cơm với bà bà cũng không giữ hai đứa nữa trên núi chẳng có gì thú vị mấy đứa đến đây thăm ta là ta vui rồi người hầu bưng trà bà lại nói nếm thử trà bích loa xuân năm nay đi tinh thần bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà rất thơm con thích là được rồi đình kiêu con cũng uống một chút đi ta đi xem tiểu ngô thế nào sao mãi không xuống lầu chắc là chưa tìm được vâng bà đi đi sau khi người giúp việc đỡ bà rời đi mục đình kiêu đặt trà xuống đi đến bên ghế sofa của tinh thần tinh thần lúc này mới có thời gian đi nhìn ngắm toàn bộ hội trường những bức chân dung của tổ tiên được trưng bày ở phía trước chánh điện, phần dưới là điện thờ, bên cạnh là hai cây cột to được chạm trổ tinh tế. Nhìn lên, ở giữa sảnh là một bát quái đồ khổng lồ. Nhìn thấy bát quái đồ, tinh thần lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, nó cổ kính, không sang trọng lắm, nhưng phong cách trang trí rất cổ điển, khác hẳn với phong cách trang trí hiện đại mới của Trung Quốc. Màu nền tối và cấu trúc đơn giản. Nhưng tinh thần biết rằng chiếc bàn đặt tách trà được làm bằng gỗ cẩm lai quý giá, còn xà và cột được làm bằng lim vàng, giá trị liên thành. Hơn nữa, tinh thần mơ hồ cảm thấy bà ngoại biết thân thế bí mật của cô. Không chỉ là chuyện cha mẹ cô là ai, mà còn cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước của cô. Nếu không, sẽ không ai nói chuyện hàm xúc như thế. Dù biết cô có quá khứ không tốt nhưng bà vẫn lựa chọn tha thứ cho cô, chúc cô và Mục Đình Kiêu hòa hợp với nhau. Tinh thần cảm động nói với Mục Đình Kiêu, bà quả là người tốt. Mục Đình Kiêu cười nói, "Ừ, hồi nhỏ anh mắc chứng tự kỷ, ở với bà rất lâu, bà chăm sóc anh rất tốt." "Bà làm nghề gì?" "Khi còn trẻ bà hết lòng tu hành theo Phật giáo. Sau này không hiểu sao bà lại bắt đầu quan tâm đến đạo giáo. Nhiều khu vực trong nhà được xây dựng theo bố cục của đạo giáo cổ xưa." "Hóa ra là như vậy, có phải vì thế mà bà nhìn một cái đã phát hiện ra thân thế bất thường của cô không?" Tinh thần cúi đầu Mục Đình Kiêu thấy tâm trạng cô không ổn, hỏi, tinh thần, em sao thế? Tinh thần ngẩng đầu lên, không sao, có lẽ là lạnh quá. Để anh bảo người giúp việc tăng nhiệt độ lên. Đình Kiêu, trong nhà chỉ có bà thôi à, mẹ anh có anh chị em nào nữa không? Ông ngoại anh đâu? Mục Đình Kiêu nắm tay cô, nhiệt độ trong phòng tuy hơn 20 độ nhưng tay cô lại rất lạnh. Ông ngoại anh đã qua đời vài năm sau khi mẹ anh lấy chồng bà chỉ sinh được một đứa con gái, sau đó nhận nuôi một đứa con trai. Cậu anh hiện đang ở nước ngoài. Kể từ khi mẹ và ông ngoại anh qua đời, bà đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, cậu vẫn luôn ở nước ngoài học mãi không chịu về, chắc bà cô đơn quá nên mới học đạo. Nếu bà biết kiếp trước ngay cả Mục Đình Kiêu cũng chít trẻ, không biết bà sẽ đau lòng đến mức nào. Chẳng trách bà lại bạc hết tóc như thế. Tinh thần bỗng cảm thấy rất xấu hổ với bà cụ. Cô hai tay ôm Mục Đình Kiêu, giọng nghẹn ngào nước nở, em sẽ không để anh cô độc, em nhất định sẽ làm được. Nhất định cô có thể thay đổi vận mệnh của cả cô và Mục Đình Kiêu. Cô sẽ không bao giờ để số phận bi thảm của kiếp trước xảy ra nữa. Mục Đình Kiêu ôm lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay tinh thần từ lúc vừa bước vào nhà bà ngoại, tâm tình đã không ổn. Trong nhà rõ ràng là hơn 20 độ, nhưng tay cô dù làm thế nào cũng lạnh ngắt. Cô có có vẻ rất lo lắng, rất bất ổn. Chẳng lẽ hôm nay là tại hôm nay bị mục lý thần vượt qua sao? Trước khi đến đây, không thấy cô thất vọng thế này, thậm chí cô còn nói cô muốn lấy lại vị trí lúc nào cũng được. Trước giờ cô luôn mạnh mẽ, hiếm khi bộc lộ mặt yếu ớt ra trước mặt hắn, hôm nay nhìn thấy cô như sắp khóc, hắn rất đau ỏng. Mục đình kêu buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hốc mắt long lanh nước của cô, sao vậy? Thời gian này mệt quá hả? À? tinh thần quay đầu đi lấy tay lau mắt phủ nhận không phải mục đình kêu lại xoay cô lại nhìn hai mắt đỏ hoe cau mày hỏi tinh thần đã xuống đến thế này rồi chút nữa để bà nhìn thấy bà lại bảo anh bắt nạt em tinh thần cố nở một nụ cười khó coi em biết rồi em ổn rồi đừng coi anh như người ngoài anh là bạn trai của em bạn trai sẽ che mưa chắn gió cho em có khó khăn gì cứ nói với anh đừng một mình chịu đựng tinh thần gật đầu không dám nhìn thẳng vào mục đình kiêu như muốn tránh né anh được nếu cô đã đồng ý thì tại sao cô lại không kể cho hắn nghe về hoàng đình dạ diên chứ nếu đã đồng ý sao còn giấu hắn nhiều chuyện như vậy mục đình kiêu biết ép buộc cô cũng vô ích cô muốn nói thì sẽ nói nhưng hắn hy vọng không phải chờ quá lâu mục đình kiêu ôm cô vào lòng an ủi không sao đâu đừng lo lắng sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em bà là người rất tốt đừng lo lắng bà sẽ phản đối chúng ta chỉ cần là người anh đã chọn cho dù có xấu thế nào bà cũng sẽ chấp nhận tinh thần nghe thấy thấy có gì đó không đúng đẩy mục đình kiêu ra sao ý anh là em xấu à tốt xấu gì cũng là hoa khôi giảng đường sao hắn lại nói về cô như thế đối với ngoại hình cô vẫn có sự tự tin nhất định phụ nữ quả nhiên luôn quan tâm đến ngoại hình cô cũng không ngoại lệ Mục Đình Kiêu mỉm cười dỗ dành, em không xấu, không hề xấu, em là người đẹp nhất anh từng gặp. Như vậy còn được. Bà lão và quản gia ngô đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ chạm khắc màu đỏ son, nhìn dáng vẻ thì hẳn là rất quý giá. Bà ngoại đưa chiếc hộp cho tinh thần, mau mở ra xem có thích không. Đây là lần đầu tiên con đến đây, bà không chuẩn bị quà gì. Vật này vốn là để mẹ Đình Kiêu tặng cho con, nhưng ta đã giữ hơn 20 năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể đưa cho con. Tinh thần đang định mở ra, lại nghe thấy lịch sử của món đồ, cô đột nhiên cảm thấy chiếc hộp chạm vào rất nóng. "Bà ơi, đây là vật tổ truyền, con càng không thể nhận." "Cầm đi, là một viên ngọc ấm dành cho phụ nữ, Đình Kiêu không dùng đến, cũng không mang được, không bằng bà đưa luôn cho con." Tinh thần vẫn từ chối. Mặt dây chuyền ngọc bích này là bảo vật gia truyền, hiện tại cô và Mục Đình Kiêu chỉ quan hệ ổn định chưa tính đến chuyện kết hôn, hơn nữa. Cô ấy chưa đủ tuổi lĩnh chứng, làm mấy chuyện này có vẻ hơi sớm. Tinh thần đẩy nó lại, bà ngoại nhận lại, nhưng lại đưa cho Mục Đình Kiêu. Hắn cầm lấy, mở ra trước mặt tinh thần. Đó là một khối ngọc ấm màu vàng, một loại hoàng ngọc rất hiếm, nước ngọc trong suốt, màu sắc đồng đều. Hoàng ngọc được chạm khắc hình rồng phượng, phía dưới đính những tua rua lớn màu đỏ, nhìn hoa văn và mấy tua rua đã hơi bạc màu, có vẻ đây là một món đồ cổ. Mục Đình kêu lấy mặt dây chuyền Ngọc từ trong hộp ra đặt trước mặt tinh thần. Viên Hoàng Ngọc tinh khiết và không có tạp chất hảo hạng thể này, em có chắc là không lấy không? Tinh thần lắc đầu, em không thể nhận được. Phía bên họ mẹ có một vị Hoàng hậu thời nhà Minh, đây là Ngọc bội bà ấy để lại. Em vẫn xác định là không lấy à? Cái gì? Là đồ của Hoàng hậu sao? Vậy thì lại càng quý. Nếu em không lấy, thì để anh vậy. Mục Đình Kiêu nói rồi đeo mặt dây chuyền ngọc vào người, tinh thần giật lấy rồi nhanh chóng cất đi, liếc nhìn anh. Đồ của con gái, anh cầm làm gì? Trước mắt cứ để em bảo quản đi, lúc nào anh cần thì nói với em. Mục Đình Kiêu cười nói, ừ, vậy em giữ giúp anh. Bà ngoại không khỏi bật cười khi nhìn thấy cách hai người ở chung. Đình Kiêu đã thay đổi quá nhiều, dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn vốn là người trầm tính, ít nói, lãnh đạm, hiếm khi thấy hắn cười. Nhưng từ khi ưa tinh thần tới đây, vừa vào cửa hắn đã cười ha hả, tinh thần quả thực là vận mệnh của hắn. Khó khăn lắm hai đứa mới đến đây một chuyến, phải ở lại với bà thêm một lúc đấy. Tiểu Ngô, đến nhà bếp nhìn xem, bảo đầu bếp nấu bữa tối đi. Vâng, lão phu nhân. Trong đại sảnh chỉ còn lại tinh thần, Mục Đình Kiêu và bà lão. Bà hỏi ông nội tinh thần sức khỏe tốt như thế nào, việc học có nặng nhọc không, cuộc sống hàng ngày và công việc của cô lại hỏi mục đình kiêu về sức khỏe của mục lão cứ thế họ hàn huyên suốt hơn một tiếng tinh thần mấy lần muốn hỏi bà ngoại xem bà có biết thân thế của cô không nhưng mục đình kiêu đang ở đây cô không tiện hỏi cô vẫn muốn biết cha mẹ đẻ của cô là ai tại sao lại nỡ bỏ rơi cô để cuộc đời của cô bi thảm như thế nghĩ đến cha mẹ kiếp trước cô chưa từng gặp mặt cô cảm thấy có chút oán hận kiếp này mọi việc của cô đều suôn sẻ mối quan hệ của cô với Mục Đình Kiêu ổn định, sự hận thù trong lòng tinh thần đã giảm đi rất nhiều, nhưng cô vẫn muốn biết. Nếu không phải cô bị bỏ trong trại trẻ mồ côi, cô đã không vào nhà họ Tống và bị họ chèn ép hơn 10 năm. Mười mấy năm sống trong nhà họ Tống chính là nỗi đau không thể xóa nhòa của cô. Mối liên hệ giữa cô và nhà họ Tống là gì? Tại sao nhà họ Tống lại nhận nuôi cô? Điều quan trọng nhất là bà thật sự nhìn thấy cô là người tái sinh, nhìn ra cô giống người nào đó. Còn nhìn ra trước đây cô sống không tốt ở nhà họ Tống. Tinh thần không tin rằng có ai trên thế giới này có thể nhìn thấu những điều siêu hình như tái sinh. Trên đời có nhiều thầy tướng số, tuy Ngư Long hỗn tạp, nhưng hẳn là sẽ có những người có bản lĩnh. Nếu bà ngoại đã nghiên cứu đạo giáo hàng chục năm, việc bà có thể đọc được khuôn mặt cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bà cụ là người nhạy cảm, thấy Tinh thần có nhiều vấn đề muốn hỏi bà nên kiếm cớ đuổi mục đình kêu đi, bảo hắn đến ao cá sau nhà câu cá làm súp cho bữa tối. Mục Đình Kiêu là người thành thật, lập tức đứng dậy đi câu cá, nói là để bồi bổ sức khỏe cho tinh thần. Sau khi Mục Đình Kiêu rời đi, bà ngoại mỉm cười từ ái nhìn tinh thần, con à, con có nhiều chuyện muốn hỏi ta lắm à, con muốn hỏi gì? Thực ra điều tinh thần lo lắng nhất là liệu bà có biết mình là người tái sinh hay không? Lần đầu tiên gặp An ninh, cô cũng bị cô ấy dọa sợ như thế, may mà An ninh chỉ là vô tình nói những lời đó mà thôi. Bây giờ, Tinh thần cau mày nhìn bà. "Bà ơi, bà thấy con." "Con là một đứa trẻ rất ngoan. Vừa rồi khi nắm tay con, ta xem vân tay của con, đoán được chặng đường trước đây của con không dễ dàng gì. Con đã phải chịu đựng rất nhiều. Sau này con bên Mục Đình Kiêu, nó sẽ đối tốt với con. Nó cũng là một đứa trẻ ngoan, biết quan tâm đến người khác." Nghe được câu trả lời của bà, Tinh thần thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra bà không nhận ra cô là người tái sinh cũng không biết được số phận kiếp trước của Mục Đình Kiêu. Người kiêu ngạo như Mục Đình Kiêu sao có thể chấp nhận kiếp trước mình khổ sở như vậy? Trái tim dối rắm của tinh thần cuối cùng cũng được thả lỏng. Bà ơi, hồi nãy bà nói con trông giống ai thế? Bà biết họ sao? Họ đang ở đâu thế? Bà cụ cười nói, bà già rồi, chi nhớ kém. Con rất xinh đẹp, cũng khá giống người đó, nhưng lâu rồi ta không gặp, chắc phải mấy chục năm rồi. Lúc ta gặp hắn, hắn cũng như con bây giờ, diện mạo xuất chúng, ăn nói lưu loát, thông minh nhanh nhẹn, nói một hiểu mười. Lúc đó, ai cũng nói hắn tiền đồ vô lượng, ta chỉ nhìn một bên, lại nhìn từ xa, nhưng đến nay vẫn nhớ rõ. Ồ, ông ấy là ai? Hắn giống như một tiên nhân vậy, họ lục. Họ này rất lớn, tìm người như mỏ kim đáy bể, tìm không được đâu. Con à, con đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, đều là chuyện đã qua. Nhìn con như thế này, rất giống chỉ tay của Đình Kiêu, là người không gần cha mẹ. Có một số chuyện không nên cưỡng cầu. Tinh thần cúi đầu. Không gần cha mẹ, chẳng nhẽ cha mẹ cô cũng như Mục Đình Kiêu, mất rồi sao? Nhưng không hiểu sao, tinh thần mơ hồ cảm thấy họ vẫn sống. Người đàn ông họ lục trông giống cô kia có quan hệ huyết thống với cô không? Hiện tại cô đã có chút danh tiếng, nếu gia đình dòng tộc ba ruột cô vẫn còn, hắn là họ đã nhìn thấy, phát hiện ra sự tồn tại của cô, sẽ tự đến tìm con à lời bà nói làm con buồn sao nếu các con còn duyên thì dù có cách thiên sơn vạn thủy cũng sẽ có ngày gặp lại thôi con à vâng con nghe lời bà nội không cưỡng cầu con là một đứa bé ngoan sau này dù có không dễ dàng nhưng cũng sẽ không khó khăn như trước cắn răng chịu đựng sẽ vượt qua được đúng vậy kẻ thù của cô vẫn còn ở đó lâm gia vi vào tu nhưng lại đột nhiên biến thành lâm gia thanh nhảy nhót trước mặt cô mục lý thần cũng liên tục xuất hiện bên cạnh cô tại sao cô phải chịu đựng những người đó kiếp trước cô đã khổ như vậy kiếp này không thể để cô sống thoải mái một chút sao tinh thần cười nói bà à cuộc sống vốn đã rất mệt mỏi rồi từ nay về sau con liền cắn răng cũng không muốn cắn nữa đứa nhỏ này tính tình ương ngạnh sau này có khó khăn gì thì cứ đến gặp bà ngoại bà sẽ giúp con bằng mọi cách con sẽ nhớ lời bà nói nhân tiện bà kể cho con chuyện bà gặp ông thế nào đi. Giờ bà khí chất đoan trang, phúc hậu, lúc còn nhỏ chắc chắn là một đại mỹ nhân đúng không? Lời nói của tinh thần khiến bà cụ bật cười, xem kìa, đứa nhỏ này miệng ngọt như bôi mật vậy. Bà bắt đầu kể chuyện ngày xưa, từ những năm 1950, 1960. Lúc đó điều kiện sống không tốt, đói kém, bà về quê tham gia xây dựng và gặp ông đi bộ đội. Hai người gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, Lúc đó việc công khai yêu nhau là điều cấm kỵ nên họ chỉ có thể liên hệ qua thư từ. Mỗi lần bà nhận được thư của ông, bà đều đỏ mặt, tim đập hồi lâu, họ bí mật liên lạc mấy năm, sau đó bà ngoại lên thành phố thi đại học và thành công vượt qua kỳ thi. Bầu không khí của trường đại học rất cởi mở, hai người lúc này mới có thể công khai. Họ chuyển từ thư tay đến gọi điện, mỗi cuộc gọi đều kéo dài rất lâu, chi phí sinh hoạt của bà đều đổ hết vào trả tiền điện thoại, ông biết thế nên mỗi tháng đều gửi thêm cho bà một ít tiền. Cứ như vậy cho đến khi bà tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, hai người thuận lợi kết hôn. Năm đó, bà 26 tuổi, đến tận khi gả vào nhà, bà mới biết ông là con của một quan chức cấp cao. Bối cảnh rất cao. Ông rất yêu thương bà, không bao giờ để bà làm việc nặng nhọc, khi bà mang thai, bà rất thèm mận rừng ở quê, ông không ngại lái xe tới lui cả ngày chỉ để hái vài trái mận rừng mang về cho bà. Bà mỉm cười nói: khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà. Buổi chiều, tinh thần và Mục Đình Kiêu đi cùng bà ăn tối. Sau bữa tối, bà chống gậy dẫn hai người ra bãi đậu xe bên ngoài, nhìn họ lên xe. Xe chạy rất xa rồi, bà vẫn không muốn rời đi. Tinh thần quay lại, vẫn có thể thấy bà đang đứng ở ngã tư từ xa nhìn họ, tấm lưng bà trông già nua đầy cô đơn. Cô đột nhiên nói, sau này khi nào có thời gian chúng ta lại về với bà nhé. Mục Đình Kiêu nắm tay cô, Tay cô ấm hơn rất nhiều, không còn lạnh như lúc mới vào nhà nữa. Ừ, bà rất thích em, cứ gấp thức ăn cho em mãi. Đá anh sang một bên rồi. Tinh thần cười nói, em mới đến lần đầu, tất nhiên bà sẽ ưu tiên em. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây, anh đưa em về nhé. Tối nay hãy ngoan, đừng thức khuya. Vâng, em sẽ đi ngủ trước 12 giờ. Không được, em phải tắt đèn và nghỉ ngơi trước 10 giờ. Em vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tống Tinh Thần, nếu em vẫn tiếp tục làm như vậy, anh sẽ chốt quyền kiểm soát vận hành công nghệ Tinh Thần của em." Mục Đình kiêu đe dọa. Tinh Thần miễn cưỡng đồng ý, "Được, em sẽ nghỉ ngơi trước 10 giờ." Nếu không, hắn thực sự sẽ lấy lại quyền của cô ấy. Lúc họ đến tầng dưới của công nghệ Tinh Thần đã hơn 7 giờ, trời đã tối đen, Tinh Thần lên lầu vào phòng, tranh thủ thời gian đọc email và trả lời. Mục Bình Kiêu không cho cô làm việc vào buổi trưa nên cô đã giao lại toàn bộ việc quản lý email cho An Ninh. Mở sổ ra, tin nhắn trả lời của An Ninh hiện lên. Việc này quá dễ, chúng ta đã đàm phán với ba công ty, họ sẽ trả lời kim ngạch cụ thể trước 8 giờ chủ nhật, yên tâm, sẽ kịp thôi. Ok, rất tốt. An Ninh không chỉ có kỹ năng hách cao mà còn nói tiếng Anh tốt, bán hàng qua email rất giỏi, có thể giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Trong điện thoại của cô có mấy tin nhắn đến, Vừa rồi trên xe, Mục Đình Kiêu không cho phép cô nhìn vào điện thoại nên cô không có cơ hội bấm vào. Tin nhắn được mở ra là tin nhắn của anh Đàm và Hứa Vĩ Đạt. Tống Tiểu Thư, chiều nay ra tâm phiến đã đàm phán thành công một thương vụ khác. Hiện tại tổng số tiền giao dịch của họ là hơn 8 tỷ. Chúng ta vẫn như trước, thấp hơn 1 tỷ. Nhưng tin nhắn của Hứa Vĩ Đạt lại không được khách khí như vậy. Trên núi tín hiệu không tốt, Ông ấy gọi mấy cuộc điện thoại đều không liên lạc được nên cuống cuồng gửi tin nhắn. Tống tinh thần, tôi bảo cô trông coi gian hàng cơ mà, cả buổi chiều cô đi đâu thế? Trợ lý của cô làm gì ở đây được chứ? Hắn biết cái gì, hắn có thể đàm phán kinh doanh không? Hắn cảnh sát thể thuyết minh về pin graphene không? Cô không nhìn phòng triển lãm bên cạnh à, bên kia lúc nào cũng có đại lão mục lý thần chấn giữ. Cô thì sao? Tôi bảo cô ở lại trực, cô lại bỏ đi, để người ta vượt lên lần nữa, một ngày để người ta vượt hai lần. Thị trường ở quốc gia Z rất lớn, triển lãm khoa học công nghệ không chỉ là một nơi trưng bày. Mọi con mắt của cả thế giới đều đổ dồn về đây, nhìn vào chúng ta. Tôi yêu cầu cô phải giành được vị trí đầu tiên, phải làm cho pin graphene trở nên nổi tiếng, cô lại để chúng ta thua một nhà phát triển chip thấp kém. Tôi bị cô làm tức chít rồi. Sớm biết thế, tôi đã không đi khảo sát nhà máy. Ngày mai tôi sẽ có mặt tại phòng triển lãm cô lo liên hệ với tất cả các khách hàng tiềm năng đi. Ngày mai là ngày cuối cùng, chúng ta nhất định phải giành được vị trí thứ nhất. Bằng không, Raphael chấn động thế giới còn kém hơn cả chip thế hệ thấp, cô muốn tôi để mặt mũi ở đâu. Tinh thần ngay lập tức gọi lại cho hứa vĩ đạt. Vừa kết nối cuộc gọi, hứa vĩ đạt đã đi lớn tiếng mắng, không khách khí chút nào. Cô chít ở đâu về thế? Cô đi ăn một bữa trưa mà cái bóng cũng không thấy, buổi chiều cũng không gọi điện thoại về, đến tận tối đen không thấy cô về. Cô có định làm việc hẳn hoi không? Tinh thần nhẹ nhàng nói, đặt ca, đừng tức giận, uống chút trà thanh nhiệt đi. Thanh nhiệt cái rắm ấy, tôi chỉ cần nói chuyện với cô là tức rồi. Chiều nay đi hẹn hò đúng không? Cô có thể chú tâm đến sự nghiệp chút không? Đại tỷ ơi, đây là triển lãm khoa học kỹ thuật, mỗi năm chỉ có một lần thôi đó, một lần cũng chỉ có 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, cô biết rõ là chúng ta đang bị đá xuống thứ hai rồi, thế mà để mặc gian hàng cả một buổi chiều. Không phải là chúng ta không bán được, tương lai của Grafen rõ ràng tốt hơn chip nhiều. Cô đang làm gì vậy? Nếu cô cứ thế này, đừng động đến công nghệ tinh thần nữa, đứng yên trong phòng thí nghiệm đi. Nếu đã làm thì có trách nhiệm một chút được không? Dưới cô không phải chỉ có một, hai người, mà là gần 200 nhân viên đó. Đạt ca, tôi biết tôi sai rồi, cho tôi một cơ hội sửa sai. Sửa cái rắm, nửa đêm còn làm cái gì nữa? Ngày mai, không cần biết có chuyện gì, cô phải đưa về cho tôi hai đơn hàng, chúng ta nhất định phải đứng thứ nhất, không thể để hàng chip kém cỏi kia vượt mặt được. Hứa vĩ đạt một câu kém cỏi, hai câu thấp kém, khiến tinh thần bật cười. Đạt ca, quan trọng nhất là có thể leo lên vị trí đầu tiên. Buổi tiệc ngày mai, ngoài lễ trao giải, còn có rất nhiều danh nhân trong giới nghiên cứu khoa học đến tham dự, cùng chọn ra sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất. Việc lựa chọn sẽ xét đến phạm vi ứng dụng khối lượng tiêu thụ và thị trường nước ngoài. Nói cách khác, ngoài truyền thông trong nước, cả truyền thông nước ngoài cũng tham dự, bọn họ sẽ thu hút sự chú ý đến sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Mấy người bạn trong ngành đã nói với tôi rằng Graphene của chúng ta hiện là sản phẩm đang được ưa chuộng nhất. Nếu giành được vị trí đầu tiên, chúng ta sẽ giành được 100% sự ưu ái của giới truyền thông công nghệ toàn cầu, họ sẽ đưa chúng ta lên trang nhất. Người nước ngoài vẫn duy trì thói quen đọc sách, đọc báo rất tốt. Nếu được bình chọn, có thể nói cánh cửa tiến ra thế giới đã mở rộng trước mắt chúng ta rồi. Nhưng nếu để gia tâm phiến chiếm được vị trí thứ nhất, nó vẫn chưa phải là sản phẩm mạnh nhất, vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu phát triển mới có thể ngang bằng với những sản phẩm khác trên thế giới. Giới truyền thông sẽ không cho họ vị trí đặc biệt, lãng phí mất một cơ hội xuất hiện. Tôi hiểu rồi, hóa ra còn có một cơ hội phát triển tốt như vậy. Được rồi, đại ca, ngày mai tôi nhất định sẽ nghĩ cách để đứng đầu. Tôi không thể tin cô được nữa. Cô có số điện thoại của Mục Đình Kiêu đúng không? Gọi qua nhờ hắn nghĩ cách đi. Đạt ca, anh đang làm khó em phải không? Làm sao em có THMO miệng nói chuyện này được? Lần trước có hai đơn hàng lớn, tinh thần sau này mới biết đều là Mục Đình Kiêu lấy về cho cô. Giờ lại bảo cô gọi cho hắn kéo thêm đơn hàng, thái tử Mục ra cao quý sao có thể làm mấy chuyện đó được. Hắn đâu phải là nhân viên bán hàng. Trước giờ đều là người khác nhờ hắn, giờ lại đến lượt hắn đi nhờ người khác. Không được, Tinh Thần sẽ không nói. Hứa Vĩ đạt mắng, sao cô lại không thể mở miệng? Để tôi nói cho cô nghe, Tống Tinh Thần, chuyện này sẽ được các nước phát triển trên thế giới đưa tin. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tương lai cô có đổ tiền vào làm quảng cáo lớn đến đâu, hiệu quả cũng không bằng được lần này đâu. Còn nữa, đừng tưởng rằng tôi không biết, Mục Bình Kiêu là ông chủ lớn đứng sau chúng ta, công nghệ Tinh Thần đều là hắn đầu tư toàn bộ. Ông chủ đi bán hàng thôi, có gì mà không mở miệng được. Nếu cô thực sự không nói được thì cho tôi số điện thoại của hắn, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với hắn. Mục Bình Kiêu rất dễ nói chuyện trước mặt Tinh Thần, luôn bảo vệ cô, nghĩ cho cô. Nhưng đối với người khác đâu có dễ như vậy. Cho dù họ có là người trong công ty thì hắn cũng sẽ không thèm để ý đến họ. Đạt ca, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ lo. Nếu ngày mai cô không giành lại được vị trí đầu tiên, Tôi hứa với anh, tôi chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu tiên. Tống tinh thần, đừng có làm tôi thất vọng. Nếu cô không đạt được vị trí thứ nhất, ôi sẽ không làm việc nữa. Đạt ca, anh đang nói gì thế? Người đàn ông này lại dám uy hiếp cô nghỉ việc. Tôi nói một làm hai, các cô các cậu còn trẻ, nhưng ít nhất cũng phải thể hiện cho tôi thấy các người thật sự muốn làm việc, nếu không sẽ mệt chi tôi, tôi kiệt sức thì sao? Ừ, tôi biết rồi đạt ca. Tôi nhất định sẽ giành được vị trí thứ nhất. Được rồi, nói nhiều cũng vô dụng, tôi xem ngày mai cô làm được gì. Tinh thần cúp điện thoại, đọc lại email, ba công ty mà An Ninh xác nhận là những công ty trước đó đã muốn đặt hàng nhưng vẫn còn do dự. Họ lo ngại chất lượng của mẻ graphene đầu tiên không tốt, chưa được tối ưu lên thế hệ tốt nhất. Họ lo lắng rằng công nghệ tinh thần không thể sản xuất hàng loạt. Quả thật sản xuất hàng loạt vẫn là một vấn đề lớn. Họ còn lo lắng Nghi ngờ về công ty mới thành lập này, An Ninh đã trao đổi sơ bộ trước, cả ba công ty đều đồng ý đặt hàng, nhưng số tiền cụ thể vẫn phải đàm phán tại cuộc họp công ty. Nếu không được thông qua cuộc họp, đơn hàng này không thể thành công. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô bất ngờ nhìn thấy hộp điện thoại di động trên bàn, là chiếc điện thoại giám đốc điều hành cấp cao của phòng triển lãm điện thoại di động bên cạnh tặng cho cô vào ngày Grafen ra mắt, vị đó cũng đã đến phòng triển lãm của cô để xem. Tinh Thần nghĩ đến cái gì, liên lạc với Từ Thành Sương, lúc này chắc hắn tan làm rồi. Từ Thành Sương nhanh chóng trả lời cô, "Tinh Thần sao vậy? Sao còn chưa ngủ?" "Graphene có thể được đưa vào điện thoại di động không?" "Chắc là được thôi, thời gian này tôi đã phát triển hộp sạc graphene, về cơ bản thì nó giống như một cục sạc dự phòng, nhưng nhỏ hơn và nhẹ hơn. Chỉ cần cải tiến sạc dự phòng một chút, hoàn toàn có thể đặt vào trong điện thoại di động làm pin, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian để cải tiến." gửi cho tôi thông tin về hộp sạc. DUC. Từ Thành Sương gửi tư liệu qua. Đầu tiên, tinh thần liên hệ với quản lý cấp cao của phòng triển lãm điện thoại di động, nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại và gửi thông tin về hình dáng cũng như thiết kế bên trong của hộp sạc Graphene cho hắn, hỏi xem hắn có quan tâm không. Vị lãnh đạo cấp cao rất quan tâm và bày tỏ sẵn sàng trả giá cao để độc quyền hộp sạc hoặc hợp tác phát triển. Thương hiệu điện thoại di động đó hiện đang đứng số một cả nước, doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ. Tinh thần tin tưởng vào sức mạnh tài chính của họ. Tinh thần nói, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để bàn bạc. Được, tôi sẽ báo ngay với quản lý, cô có mẫu không? Có, ở công ty tôi, nếu anh muốn xem, tôi sẽ gọi người đưa đến. Cô đưa qua chỗ tôi đi. Tinh thần liên lạc với Từ Thành Xương và nhờ anh Đàm gửi mẫu cho công ty thương hiệu điện thoại di động. Từ Thành Xương muốn đích thân đến đó. 9 giờ tối anh Đàm và Từ Thành xương ra ngoài, tinh thần không đi theo mà ở nhà chờ tin tức từ bọn họ. 10 giờ cô vẫn chưa tắt đèn, Mục Đình Kiêu liền gọi điện dục cô. Tinh thần tắt đèn, laptop và tất cả các nguồn sáng có thể tắt được, chờ đợi tin tức cuối cùng từ hai người. Mãi đến 12 giờ, tin vui cuối cùng cũng đến. Đối phương sẵn sàng trả giá cao để mua lại, nếu không mua lại, họ đồng ý hợp tác phát triển. Tuy nhiên, hiện tại hộp sạc vẫn chưa xin cấp bằng sáng chế nếu hợp tác phát triển họ cũng muốn đồng thời đứng tên bằng sáng chế một nửa quyền sáng chế này là một số tiền rất lớn anh đàm và từ thành sương đều không giỏi bán hàng và đàm phán tinh thần bật đèn điện thoại ra khỏi giường trong bóng tối thay quần áo và gửi tin nhắn cho kiều thâm yêu cầu anh đến gara ngay lập tức để chuẩn bị xe cô phải đến trụ sở thương hiệu điện thoại di động ngay trong đêm kiều thâm nhanh chóng trả lời và nói sẽ đến ngay lập tức sau khi xuống lầu kiều thâm vân bá húc quân đã đợi sẵn xe đậu ở tầng dưới tinh thần lên xe phát hiện ngụy đông thành không có ở đó kiều thâm nói vừa rồi anh ấy cùng anh đàm và những người khác đến đó lần này họ cầm theo sản phẩm mới chưa được cấp bằng sáng chế nếu đối phương không hợp tác hoặc không muốn để họ đi có ngụy đông thành ở đó họ sẽ không dám ép buộc đúng vậy anh đàm thật chu đáo hai chiếc xe vừa chạy ra khỏi cổng tiểu khu thì bất ngờ phát hiện một chiếc mây bách màu đen nằm chắn ngang trước cửa công ty công nghệ tinh thần tương đối nổi tiếng, nhưng Hứa Vĩ Đạt cho rằng cửa cuốn quá bôi bác nên đã thay thế chúng bằng cửa điện tử tự động. Cửa điện tử mở ra một lối vừa đủ cho xe đi, lối đi bị chiếc mây bách chặn hoàn toàn, tinh thần biết ai đang chặn bên ngoài. Kiều Thâm quay lại với tinh thần và nói, Tống Tiểu Thư, cô xem. Tắt máy trước đi. Vâng, tinh thần mở cửa bước xuống xe, bước ra khỏi cửa công ty, nhìn thấy Mục Đình Kiêu đang đứng cạnh chiếc mây bách với vẻ mặt u ám mặc một chiếc áo khoác cổ đứng, áo khoác che đi một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt sắc sảo, có thể mơ hồ cảm nhận được sự tức giận của hắn. Hắn gọi điện, cô luôn miệng nói sẽ nghỉ ngơi thật tốt, thế mà tắt đèn xong lại chạy ra đây. Hiện tại đã là 12 giờ rưỡi, nếu đến trụ sở của công ty điện thoại di động đàm phán, có lẽ phải đến dạng sáng ngày mai mới trở về. Bữa tiệc truyền hình trực tiếp ở phòng triển lãm ngày mai có thể phải đến 10 giờ tối mới kết thúc, tức là lúc cô về nghỉ ngơi cũng phải là 11 hoặc 12 giờ khuya. Cô định cứ nhong nhong làm việc suốt 24 giờ thế ư. Tinh thần đến gần Mục Đình Kiêu với nụ cười nịnh nọt. Này anh chàng đẹp trai, thật trùng hợp, anh cũng ở đây à? Mục Đình Kiêu lạnh lùng liếc nhìn cô, không nói gì. Tinh thần tiến lại gần, cười nói, buổi tối anh ra ngoài à? Đi đâu thế? Có tiện đường không? Em bảo tài xế chờ anh đi. Mục Bình Kiêu vẫn không để ý tới cô. Khóe miệng tươi cười của Tinh Thần cứng lại, nói thêm, "Ừm. Em, em có việc phải làm, phải ra ngoài một chút, anh tránh xe ra một chút." Tinh Thần là người sai, dù sao ngay từ đầu là cô đã lừa hắn, xấu hổ nhất là trốn đi lại bị bắt ngay cổng. Nhưng việc này thực sự rất khẩn cấp, không thể trì hoãn được nữa. Hứa Vĩ Đạt đã dọa cô từ chức, cô không thể chấp nhận một chút nguy cơ nào trong ngày mai. Nhưng công ty điện thoại di động này lại quá tham lam, muốn mua đứt luôn hoặc hợp tác phát triển. Từ thành xương đã phát triển ra thành phẩm, nếu bán đứt, thị trường điện thoại di động khổng lồ sẽ không liên quan gì đến họ nữa. Nếu là hợp tác phát triển, công ty điện thoại di động sẽ dùng thủ thuật để lấy dữ liệu graphene của họ, lấy công nghệ trước rồi lại sử dụng vào pin điện thoại di động của họ. Công nghệ tinh thần sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề. Công nghệ pin graphene không phải là một hệ thống điều khiển chuyến bay. Cô ấy có thể bán các hệ thống bay, nhưng trong 5 năm tới, công nghệ tinh thần sẽ phát triển nhiều sản phẩm khác nhau xung quanh pin graphene, bao gồm máy tính bảng, máy tính sách tay, máy điều hòa không khí, tủ lạnh. Vì sự phát triển kinh doanh của riêng mình, cô sẽ không chấp nhận bán đứt hay hợp tác kinh doanh. Mục đình kiêu vẫn không rời đi, tinh thần bắt đầu nóng này. Cô đến gần hắn, thấp giọng nói, em phải ra ngoài, nhường đường cho em đi. Mục đình kiêu quay đầu lại. Lạnh Lung nhìn Tống Tinh Thần. Em đã nói là em sẽ đi nghỉ trước 10 giờ, nhưng bây giờ, 12 giờ rưỡi, em lại ra ngoài. Có chuyện gì mà một cô gái mới lớn lại phải ra ngoài trong đêm lạnh lẽo thế này? Tinh Thần lúng túng bám vào cánh tay của Mục Đình Kiêu, hứa vĩ đạt gọi điện, nói rằng chúng ta phải vượt qua gia tâm phiến để có được lợi ích truyền thông tối đa trong bữa tiệc ngày mai. Ba ngày anh vừa nói với em xong, có chuyện gì cứ nói với anh. Tinh Thần cúi đầu nói, nhưng em muốn tự mình hoàn thành. Em định đi đâu? Nửa đêm nửa hôm, một nữ sinh muốn chạy đi đâu, chuyện của Lâm Huyễn chưa đủ làm em sợ đúng không? Em, tinh thần nhìn hắn khuôn mặt tức giận của hắn, do dự một lát. Cô cắn môi, muốn cố gắng hết sức tranh thủ cơ hội này. Lúc này, điện thoại di động của cô lại reo lên. Tinh thần lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là anh Đàm đang gọi. Cuộc gọi kết nối, anh Đàm nói, Tống Tiểu Thư, cô tới chưa? bên kia vẫn đang cố vận động chúng ta bán đứt nhưng chúng tôi không đồng ý họ đưa ra những điều kiện hợp tác rất hào phóng tất cả các giám đốc cấp cao của bên họ đều đang có mặt ở đây chờ cô đến tinh thần vừa định nói sẽ đến ngay điện thoại đã bị mục đình kiêu giật lấy anh đưa điện thoại cho người ra quyết định cuối cùng của họ đi anh đàm nhận ra giọng nói của mục đình kiêu vậy cô tống tôi là nhà đầu tư duy nhất của công nghệ tinh thần cô ấy hiện không có quyền lên tiếng sau một lúc im lặng, anh Đàm đưa điện thoại cho người có quyền quyết định cuối cùng của công ty điện thoại di động. Alo, xin chào, là Tống Tiểu Thư phải không? Mục Đình Kiêu trực tiếp ngắt lời hắn. Tôi là Mục Đình Kiêu, ông chủ đằng sau công nghệ tinh thần. Hộp sạc Graphen chỉ có thể chấp nhận các giao dịch đặt hàng trước, sẽ không chấp nhận bất kỳ ý định mua lại hoặc hợp tác phát triển nào. Tất nhiên là anh có thể từ chối, nhưng tôi nghĩ VP hoặc GT sẽ vui lòng đàm phán với chúng tôi. Lời nói mạnh mẽ của Mục Đình Kiêu khiến đối phương lập tức im lặng, ông ta đã chuẩn bị rất nhiều lý do, chẳng hạn như giá cả có thể thương lượng. Nhưng trước mặt Mục Đình Kiêu, tất cả đều vô dụng. Nói xong, Mục Đình Kiêu lại nói thêm, ngay cả khi các anh đặt hàng, nếu số tiền giao dịch của anh không thể giúp công nghệ tinh thần leo lên vị trí đầu tiên trong triển lãm công nghệ, đơn hàng này đối với chúng tôi là vô ích. Ý cậu là gì? Đơn hàng của công ty anh là không vô dụng với chúng tôi? nhưng VP và RT lại có thành ý muốn hợp tác với chúng tôi hơn. Tít, điện thoại đã bị cúp máy. Mạnh mẽ, không cho đối phương cơ hội cãi lại, thậm chí còn đe dọa đối phương, nếu họ không mua thì người khác sẽ mua. VP và RT, một là thương hiệu điện thoại di động quốc tế, hiện đang đứng số một về doanh số trên thế giới. Còn RT là một thương hiệu máy tính sách tay với máy tính bảng, tai nghe Bluetooth, loa và bộ nguồn di động đều bán chạy trên toàn thế giới sau đó mục đình kiêu nói với kiều thâm đang đứng sau cửa ô tô gọi bọn họ quay lại không cần tiếp tục nói chuyện kiều thâm gật đầu và ngay lập tức gọi cho anh đàm để nhắc lại những gì mục đình kiêu đã nói anh đàm nói họ sẽ quay lại ngay mục đình kiêu trả lại điện thoại cho tinh thần tinh thần cúi đầu không dám đối mặt với hắn hắn rất mạnh mẽ những công ty mà hắn nói đến đều nằm trong số những công ty tốt nhất trên thế giới còn cô dù có lợi thế về mặt kỹ thuật nhưng lại suýt bị một công ty điện thoại hàng hiệu ăn chặn trước đây cô từ chối nhờ hắn là vì sợ hắn phải đi cầu xin người khác người cao ngạo như hắn sao có thể hạ mình đi cầu xin người khác nhưng sự thật chuyện để người đàn ông này đi cầu cạnh người khác là không có khả năng nhân mạch của hắn cao cấp hơn cô vài bậc làm sao lại cần hắn đi cầu cạnh tinh thần cúi đầu và không có nơi nào để đặt tay vì cô đã phạm sai lầm với mục đình kiêu Mục Đình Kiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của cô, nhìn cô túng quẫn không dám đối mặt với hắn, cúi đầu ngượng ngùng. Biết sai chưa? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đỉnh đầu tinh thần. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng, cảm thấy không đủ tự tin. Ngẩng đầu lên. Giọng nói của người đàn ông trầm và mạnh mẽ khiến cô cảm thấy chột dạ, theo lời mà ngẩng đầu lên. Hôm nay em gạt anh. Tinh thần lại cúi đầu xuống cảm giác nói dối bị ạch trần thật khó chịu em nói đi giờ xử lý thế nào tinh thần lập tức hứa hẹn với mục bình kiêu là em gấp quá không biết phải làm sao sau này em em không dám nữa còn có lần sau không sẽ không có lần sau mục bình kiêu tức giận nói tống tinh thần em thật sự chọc tức anh rồi 10 giờ tắt đèn hóa ra vẫn lén làm việc 12 hai giờ đêm đáng ra em đang phải ngủ thì lại lén lút chạy ra khỏi ký túc xá. Nếu không phải anh đợi sẵn dưới này, không phải là em định đi làm cả đêm sao? Cả đêm? Tinh Thần bóp bóp khu ngón tay, đâu có nghiêm trọng như vậy. Ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tinh Thần ngẩng đầu, cẩn thận liếc nhìn Mục Đình Kiêu đang tức giận. Chiếc áo khoác cổ đứng khiến các góc cạnh trên khuôn mặt hắn càng trở nên rõ ràng. Đôi mắt đen như mực của hắn đang giận dữ nhìn cô. Ngầu quá. Mặc dù hắn đang tỏa ra ngọn lửa giận dữ, nhưng mà đẹp trai quá. Tinh Thần kiễng chân hôn lên cằm hắn, "Tha thứ cho em đi, em biết em sai rồi." Cô ôm eo hắn, nũng nịu nói. "Tống Tinh Thần." Hắn kéo tay cô ra khỏi eo mình. Cô cho rằng làm mấy động tác thân thiết này, hắn sẽ tha thứ cho cô sao? "Vâng, bắt đầu từ tối nay, em đến phòng khách sạn đối diện ngủ." "Hả? Cái gì cơ?" "Hắn bảo gì cơ?" "Hắn có ý gì?" ngủ ở phòng khách sạn đối diện. Vậy là hai người họ bắt đầu cuộc sống sống chung. Không, không không. Vào khách sạn ngủ, vậy là không phải là ở chung, mà là thuê phòng. Cô không bài xích chuyện kia với Mục Đình Kiêu, nhưng mà. Việc này phát triển hơi nhanh, số lần hẹn hò của họ cũng hơi ít, còn chưa phát triển đến mức thuê phòng trong khách sạn. Tinh thần lấy tay vò rối mái tóc dài, cúi đầu, đôi má ửng đỏ, ngượng ngùng nói, Nói thế này có hơi quá thẳng thắn, nhưng em vẫn còn nhỏ, còn chưa qua sinh nhật 18 tuổi nữa. Nếu chúng ta, nếu nhỡ có thai thì phải làm thế nào bây giờ? Pha thai ở tuổi 18 rất có hại cho cơ thể, em không muốn phá, em muốn sinh. Nhưng nếu sinh ra, chúng ta chưa lĩnh chứng, cũng chưa đủ tuổi lĩnh chứng, vậy đứa nhỏ không làm được hộ khẩu sẽ bị người đời chỉ trỏ. Em bị người khác chê bai cũng không sao, nhưng anh sẽ bị ảnh hưởng, con cũng sẽ bị ảnh hưởng điều này thật sự không ổn lắm. Nếu như anh có nhu cầu, không thể nhịn nổi, thì để em nghĩ cách khác, được không? Tinh thần ngượng ngùng nói xong, Mục Đình Kiêu lại không trả lời. Trước mặt cô lạnh cóng, một cơn gió lạnh thổi qua. Tinh thần ngẩng đầu, phát hiện hắn đứng cách đó mấy mét, đang mở cửa xe, khuôn mặt Tuấn Mỹ nham hiểm nhìn chầm chầm vào cô. Vừa rồi cô nói nhiều như thế, hắn không nghe được lời nào à nãy giờ cô nói cho sương gió nghe à người ta không phải có ý đó sao trời ạ à, mất mặt quá mặt cô soát một cái đỏ bừng lên xe tinh thần lúng túng chạy lên xe vừa lên xe cô vừa đã hét lên với kiều thâm ngày mai nhớ qua đón tôi nhé kiều thâm bối rối tôi đón cô ở đâu khách sạn đối diện khu ký túc xá mục bình kêu đóng cửa xe lại không cần tôi đưa cô ấy đến triển lãm luôn vâng Kiều Thâm và ba người còn lại đứng ở cửa, nhìn chiếc xe kia ngay ngang mà đi. Vân Bá nói, giờ này mà đến khách sạn đối diện ký túc xá, sợ là Tống tiểu thư phải vất vả rồi, hy vọng ngày mai cô ấy có thể dậy đúng giờ. Kiều Thâm, được rồi, anh vào trước đi, D-U-N-G-N-O-I xấu sau lưng. Thái tử Mục ra không phải như anh nghĩ đâu. Chúng ta đều là đàn ông, huống chi hắn đã 22 tuổi, tôi không tin hắn lại không động lòng trước một mỹ nữ xinh đẹp như Tống tiểu thư. Kiều Thâm đá hắn một cái, mau vào đi. Tinh thần đến khách sạn mà Mục Đình Kiêu thường ở, trên tầng 20. Đi vào cửa là một phòng khách lớn, có ba phòng ngủ, Mục Đình Kiêu ngủ ở gian lớn nhất. Phòng làm việc ở phía tây phòng khách, màn hình laptop trong đó vẫn sáng. Khi cửa kính của căn phòng được đẩy ra, có thể nhìn thấy ban công của tinh thần ở đối diện. Vị trí rất chính xác, không biết Mục Đình Kiêu đã sống ở đây bao lâu, đã bí mật theo dõi cô bao lâu trên sân thượng trời lạnh tinh thần đóng cửa kính lại nhảy lên giường mục đình kiêu tối nay em ngủ ở đây mục đình kiêu cởi áo khoác treo lên mắc áo sủng nịnh nhìn cô em nghỉ ngơi trước đi tinh thần đứng dậy đặt hai tay lên giường hỏi hắn còn anh anh còn một số hồ sơ cần xử lý anh bảo em đi nghỉ nhưng cuối cùng lại làm việc đến tận nửa đêm ngoan nào sẽ nhanh thôi tốt xấu gì cô cũng đang tỉnh táo nằm trên giường hắn mà hắn vẫn có tâm tư làm việc. Công việc hấp dẫn hơn cả cô sao? Tinh thần sờ mặt, gần đây cô xấu xí thế à? Hay cô trên giường không đủ nghị lực? Cô không cam lòng, hỏi hắn, con bao lâu nữa thế? Nửa tiếng. Vậy em đợi anh thêm nửa tiếng. Được. Mục đình kêu đi thẳng vào văn phòng, không nhìn tinh thần, đóng cửa lại, cự cử tuyệt mọi nỗ lực dụ dỗ của tinh thần. Nửa tiếng. Cô nhảy xuống giường, Mở tủ quần áo của Mục Đình Kiêu, he he. Cô không mang theo quần áo để thay, có thể danh chính ngôn thuận mặc áo sơ mi của hắn vào, góc áo vừa chạm đến đầu đùi, lộ ra đôi chân xinh đẹp, cộng thêm. Hai cúc áo sơ mi bị cởi ra, lộ ra. He hơ. Hey. Tinh thần cười mấy tiếng, rồi nhanh chóng lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi mặc vào, sau đó nằm lên giường điều chỉnh tư thế ngủ. Nằm nghiêng hay nằm thẳng nhỉ? Lên lộ trên hay lộ dưới đây? tấm chân trắng vắt trên đôi chân thon dài xinh đẹp làm gì có người đàn ông nào chịu nổi chứ hừng mục đình kiêu nhìn thấy cô chắc chắn sẽ huyết mạch phun trào hy vọng hắn sẽ không hung dữ quá tinh thần mặt đỏ bừng xấu hổ trốn dưới chăn lấy tay che mặt cô vỗ nhẹ lên gò má nóng bừng của mình nói bình tĩnh phải dè dặt đừng quá lộ liễu một chú nu át hắn sẽ rất dè dặt hay sẽ rất hoang dã nhỉ hát mờ, mờ, hóng quá đi để không ngủ quên trong khi chờ đợi, tinh thần liên tục dùng tay ấn vào thái dương và cố gắng động viên bản thân. Nhưng dù cô có cố gắng động viên thế nào cũng vô ích, đã quá 12 giờ, vượt quá giờ đi ngủ bình thường của cô. Cô còn chưa trụ nổi 5 phút, đã hoàn toàn thiếp đi. 20 phút sau, Mục Đình Kiêu mở cửa phòng làm việc, đứng trước giường nhìn cô. Mái tóc mềm mại như lụa phủ trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ rất yên bình, không còn là ác mộng như lần trước nữa khóe miệng cô hơi nhếch lên như đang mơ về một điều gì đó vui vẻ chỉ là cô ngủ không ngon giấc đôi chân trần xinh đẹp trắng nõn còn ở ngoài chăn mục bình kêu kéo chăn đắp lên chân cô kết quả là cô quay người lại đưa lưng về phía hắn viên ngọc nhỏ ở cổ rơi ra ngoài đúng là cô bé khẩu thị tâm phi ban ngày còn nói là không cần tối đã đeo lên rồi mục bình kêu kéo lại viên ngọc ém lại chăn cho cô đột nhiên tay hắn chạm vào nơi nào đó cảm giác mềm mại và mịn màng lập tức khiến đầu ngón tay hắn nóng lên. Cô đang ngủ, bị người khác chạm vào có chút không thoải mái, khẽ rên rỉ ưm một tiếng. Mục đình Kiêu lập tức sôi trào, hai tay bất giác run lên. Hắn vội vàng đứng dậy khỏi giường, đứng thẳng, không dám đến gần cô nữa. Chắc là trong giấc mơ của tinh thần có hắn, cô rên rỉ, nhẹ nhàng gọi, Đình Kiêu. Giọng nói mềm mại, như lời thì thầm giữa đôi tình nhân. Máu của Mục Đình Kiêu dồn lại đâu đó, Quả táo của hắn trượt xuống, trên lưng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Hắn đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Một cú chạm đơn giản, một lời nỉ non của cô đã có thể khiến hắn thiếu chút nữa mất kiểm soát. Hắn xoay người, nhanh chóng bước sang phòng tắm bên cạnh. Nếu chờ thêm chút nữa, hắn sợ không kiềm chế được bản thân, sẽ như sói đói mà lao vào, bất chấp hậu quả. Bây giờ không phải lúc, cô vẫn còn quá nhỏ và còn quá non nớt, hắn không thể làm vậy như cô vừa nói nếu nhỡ cô có thai thì sao sao hắn có thể để con của hắn không có hộ khẩu được còn hai năm nữa cô mới trưởng thành dù thế nào đi nữa hắn cũng phải vượt qua hai năm này ngày hôm sau khi tinh thần tỉnh dậy mục đình kiêu đã dậy rồi trên giường lớn của tinh thần hoàn toàn không có dấu vết mục đình kiêu ngủ đêm qua hắn không ngủ ở đây sao không phải vậy chứ căn phòng này là chỗ ngày thường hắn nghỉ ngơi trong tủ chất đầy quần áo của hắn nếu hắn không ở phòng này nghỉ ngơi, chẳng nhẽ hắn qua phòng nhỏ bên cạnh sao. Trên bàn đầu giường, quần áo tinh thần mặc đã được gấp gọn gàng, ngay cả bộ váy dự tiệc tối cũng đã được chuẩn bị sẵn. Có 6 chiếc váy được chuẩn bị, tất cả đều là từ những mùa mới nhất của các thương hiệu xa xỉ lớn. Trên chồng quần áo có một tấm thiệp, viết bằng nét bút mảnh và cứng rắn, ngày mai là sinh nhật của em. Em nói không muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở biệt thự, anh đã đổi địa điểm lên tầng cao nhất của tòa nhà Hương Hằng. Địa điểm đã được sắp xếp xong, sáng nay anh phải đến đó nghiệm thu lần cuối, trưa nay sẽ đi đón ông nội, tối nay chúng ta cùng đến tiệc tối bế mạc triển lãm. Tin nhắn cuối cùng được viết bằng một hàng ký tự nhỏ. Đừng lo lắng, Grafen chắc chắn sẽ đứng thứ nhất về doanh số bán hàng. Trong lòng tinh thần bỗng tràn ngập ngọt ngào ấm áp, Mục Đình Kiêu quả thực là một người bạn trai tuyệt vời, hắn vì cô mà cân nhắc mọi chuyện, sắp xếp mọi việc cho cô, cả chuyện lễ sinh nhật đến chuyện ở triển lãm tinh thần đặt tấm thiệp xuống, điện thoại của cô có tin nhắn đến. Ha 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 ha, chúng ta lại là số 1, với khối lượng giao dịch hơn 8 tỷ, nhiều hơn ra tâm phiến 500 triệu. Người gửi là hứa vĩ đạt, chắc là vui điên lên rồi. Tin nhắn thứ hai, cô đã làm như thế nào mà nhận được đơn đặt hàng đến từ RT thế? Nó là một công ty nước ngoài nổi tiếng chuyên sản xuất máy tính, máy tính bảng và notebook. Họ vậy mà lại đặt hàng trước pin của chúng ta chúng ta còn chưa phát triển loại pin phù hợp cho máy tính sách tay và máy tính bảng nữa mà họ đã đặt hàng rồi. Không cần phải nói, người kéo đơn về nhất định là Mục Đình Kiêu. Hắn làm như thế nào, tối qua hắn đi nghỉ lúc mấy giờ vậy? Tinh thần gọi cho hứa vĩ đạt, hứa vĩ đạt ngay lập tức trả lời cuộc gọi, vui vẻ nói, nhân tiện. Các giám đốc điều hành cấp cao của trụ sở chính bên gian hàng di động cách vách đã đến phòng trưng bày của chúng ta, nói là muốn xem pin di động, hộp sạc, muốn nói chuyện trực tiếp với cô, lúc nào thì cô đến? Tinh Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, anh nói với họ, nếu đến 8 giờ 30 phút tối nay, số tiền giao dịch của họ không thể giúp công nghệ Tinh Thần leo lên vị trí hàng đầu trong triển lãm công nghệ, chúng ta không cần đơn hàng của họ. Hứa Vĩ Đạt còn nghĩ là mình nghe nhầm, sao cơ, cô nói gì vậy? Số lượng đơn đặt hàng của họ nhất định phải làm chúng ta vươn lên vị trí đầu tiên. Ừ, chưa chắc họ đã đồng ý đâu. Vậy thì anh nói thêm với họ, chúng ta vẫn đang đàm phán với VP Thời gian không chờ đợi ai cả. Hứa Vĩ Đạt, chúng ta còn có thể nhận được đơn đặt hàng của VP sao, cô có chắc không để tôi đi đồn. Tống Tinh Thần, hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm khoa học và công nghệ, đừng có gạt tôi nhé. Yêu cầu chất lượng của VP là cao nhất trên thế giới, thành phẩm của chúng ta thật sự có thể bán cho họ sao? Tinh Thần khẳng định chắc chắn, ai có thể giành được pin graphene sẽ là kẻ thống trị truyền thông di động trong tương lai. Đúng vậy, nhưng đơn hàng của VP không dễ lấy đâu anh cứ nói với họ thế là được ừ dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn đứng đầu tinh thần ăn sáng đơn giản sau khi xuống lầu sở vân và đàm ca đều ở dưới lầu sở vân nói tống tiểu thư thái tử bảo tôi đưa cô đi triển lãm tinh thần từ chối không anh đàm đưa tôi đến đó là được anh đến chỗ mục đình kêu đi hôm nay anh ấy nhiều việc sở vân gật đầu được vậy tôi đi đến chỗ thái tử trước một giờ sau cô đến phòng triển lãm. Đây đã là ngày cuối cùng của triển lãm khoa học và công nghệ, có rất nhiều người, cả năm vệ sĩ của tinh thần. Cộng với các nhân viên bảo vệ nội bộ, một đường hỗ trợ cô đi vào, nhưng quãng đường từ của đến gian hàng của cô, cô phải đi mất tận 20 phút. Trước gian hàng của công nghệ tinh thần có rất đông người chờ, các giám đốc điều hành hàng đầu của thương hiệu điện thoại di động đã rời đi, nhưng rất nhiều khách không biết từ đâu đến, tập trung tại phòng triển lãm Graphene. Hứa Vĩ Đạt đang giải trí cho họ, tinh thần không thể chen vào, mắc kẹt ở lối vào phòng triển lãm của cô. Đang lúc xấu hổ, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới, tống tinh thần, không ngờ em cũng có năng lực đấy, chỉ trong một đêm đã thu phục đồ tê. Tinh thần quay lại, mục lý thần đứng sau cô 2 mét, không nhìn cô, hoàn toàn tập trung vào phòng triển lãm Graphene. Tinh thần nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện ra người đàn ông trung niên bên cạnh hứa vĩ đạt là ông chủ của một thương hiệu máy tính sách tay trong nước. Vẫn còn một ngày nữa, em nói xem, pin graphene của em sẽ thắng, hay chip của tôi sẽ thắng. Tinh thần mỉm cười liếc nhìn sang phòng khách bên cạnh, nơi vẫn còn trống 2 phần 3 số ghế. Cô ấy nói, chúng ta tìm chỗ ít người nói chuyện đi. Không đợi mục lý thần đồng ý, cô đi thẳng vào phòng khách và ngồi xuống. Khi cô bước vào phòng triển lãm ra tâm phiến, Lâm Gia Thanh đang trò chuyện với một khách hàng, nhìn sang, trong mắt cô ta có một cái gì đó khiến cô rất khó chịu. Nhưng tinh thần mặt dày, cô càng khó chịu. Tôi càng tiến đến. Sau khi ngồi xuống, Mục Lý Thần cũng đi vào và ngồi đối diện cô. Tinh Thần bắt chéo chân, dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn kính và hỏi Mục Lý Thần, người tới là khách, tại sao ngay cả một ly nước lạnh cũng không có? Mục Lý Thần cau mày, ý em là muốn tôi đi rót nước cho em? Có ai khác ở đây không? Lời nói của Tinh Thần khiến những người khác trong phòng khách nhìn sang. Khẩu khí thật lớn, người trước mặt cô chính là Mục Lý Thần tổng tàu của Mục Thị sừng sững ở đế đô. Sao cô có thể thiếu tôn trọng như vậy, dám bảo Mục Lý Thần rót nước cho cô? Ngạc nhiên là Mục Lý Thần đứng dậy, nhìn xung quanh, quả thực trong phòng khách không có người phục vụ. Những cô gái xinh đẹp trong trang phục phục vụ được thuê với mức lương cao, nhưng khi tinh thần tới, bọn họ đều đi ra phía người, không muốn phục vụ cô. Sao vậy? Nếu không, tôi sẽ quay lại gian cách vách vậy. Tinh thần đứng dậy, xoay người rời đi. Mục Lý Thần gọi cô dừng lại. Ngồi xuống đi, tôi sẽ rót. Ba tiếng tôi sẽ rót, nghe như đi ra từ kẽ răng. Không cần, tôi cũng không phải là khách hàng tiềm năng, làm sao có thể làm phiền tổng tài Mục thị phục vụ được. Thôi, tôi vẫn là nên quay về. Tinh thần thực sự không muốn làm khó hắn, hay muốn giao ai với mấy người Lâm gia thanh gì, chẳng qua là bên gian hàng của cô quá đông, nếu đỡ hơn một chút, cô đã vào rồi. Đi vào. Nhưng Mục Lý Thần lại nói tôi đã nói là tôi sẽ rót mục lý thần quay lại đi về phía máy lọc nước mấy cô gái phục vụ nhìn thấy liền đi tới bình nước rót hai tách trà rồi bưng ra những vị khách xung quanh không khỏi nhìn tống tinh thần bằng con mắt khác trên thế giới này có lẽ chỉ có tống tinh thần mới có thể sai khiến mục lý thần tống tinh thần cong môi cười lạnh nhìn mục lý thần bằng ánh mắt lạnh lùng kiếp trước sau khi kết hôn cô đã tìm mọi cách để lấy lòng mục lý thần nhưng cuối cùng hắn thậm chí còn không thèm nhìn cô kiếp này cô hận hận hắn đuổi hắn đi nhưng hắn lại dính lấy cô như kẹo kéo dứt thế nào cũng không được mấy chuyện bưng trà rót nước cũng làm cho cô chuyện này ở kiếp trước là không có khả năng cuộc đời thật chớ trêu người phục vụ đặt trà xuống ngọt ngào nói quy khách thong thả dùng nói xong cô ta liếc mắt nhìn tinh thần một cái rồi mới rời đi mục lý thần ngồi xuống Dùng ánh mắt u ám nhìn Tinh Thần, tâm trạng không tốt lắm. Tinh Thần không có sở thích đặc biệt nào, nhưng khiến kẻ thù không vui là niềm vui lớn nhất của cô. Cô mím môi nói với Mục Lý Thần, "Ngày mai là sinh nhật thứ 18 của tôi. Ông nội tôi nói sẽ tổ chức một buổi lễ trưởng thành thật hoành tráng cho tôi. Địa điểm là, tôi quên mất địa điểm ở đâu rồi. Mục Đình Kiêu chuẩn bị tất cả cho tôi, nên tôi sẽ không phát thiệp mời. Anh hỏi Mục Đình Kiêu xem địa điểm ở đâu, đến chung vui nhé." Nghe giọng điệu tùy tiện của cô, Mục Lý Thần tức giận nói, đây là thành ý mời khách của em đấy hả? À? Tinh thần mất hứng nhìn hắn, không thích thì không cần đến. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cơn tức giận trong lòng, nhưng lại không thể giấu được những đường gân nổi trên trán. Tinh thần bưng trà lên, tách trà quá nóng nên lại đặt trà xuống, không thèm nhìn hắn. Trong tiệc sinh nhật, Mục Đình Kiêu sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi. Tôi muốn nói điều này trước để tránh anh lại làm ra mấy chuyện trẻ con hoặc quá khích. Bàn tay của Mục Lý Thần đột nhiên siết chặt thành nắm đấm. Cơn giận đang nguôi ngoai dần bỗng nhiên dâng trào. Kể từ khi bước chân vào thế giới kinh doanh, hắn chưa bao giờ tức giận đến mức này. Hắn biết Tống Tinh Thần không thích hắn, ghét hắn, thậm chí ghét hắn vô cớ. Nhưng Tinh Thần vừa nói cô sẽ công khai mối quan hệ với Mục Đình Kiêu vào ngày sinh nhật của mình, mọi người sẽ biết cô là bạn gái của Mục Đình Kiêu. Sau này dù hắn có được cô, mọi người cũng sẽ biết hắn đã cướp cô từ tay anh họ của mình. Khi nghĩ đến điều này, Mục Lý Thần cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn nắm chặt tay dưới gầm bàn, nhắm mắt lại, những đường gân trên trán hiện rõ hơn. Thấy hắn không trả lời, Tinh Thần liếc nhìn hắn một cái. Sắc mặt của hắn trông rất tệ, tĩnh mạch trên trán nổi lên, mắt nhắm nghiền. Tinh Thần thu tầm mắt lại, từ chối bình luận chuyện hắn nghĩ trong lòng không liên quan gì đến cô, nhưng vì điều này mà hắn không vui, tâm tình tinh thần lại rất tốt. Trong phòng triển lãm ra tâm phiến, Lâm Gia Thanh vẫn đang âm thầm chú ý đến tống tinh thần và mục lý thần, khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của mục lý thần, khóe miệng cô ta hơi cong lên. Tống tinh thần lại chọc mục lý thần tức giận rồi. Mục lý thần là người thiếu kiên nhẫn, cao ngạo, ánh mắt cao, sợ là sau này hắn sẽ càng ngày càng ghét tống tinh thần. Tâm trạng cô ta lập tức tốt lên, lại tiếp tục nói chuyện với khách hàng. Có tin nhắn đến điện thoại của tinh thần, cô cầm lên đọc. Là tin nhắn từ cận phó ngôn. Một tỷ đã được gửi vào tài khoản của phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển chip, nhưng tôi có một yêu cầu. Phòng thí nghiệm có thể công khai rằng tôi đang hợp tác với cô, nhưng tôi có quyền quyết định mọi vấn đề lớn hay nhỏ, tôi nhất định phải có quyền này. Được, tinh thần đáp lại hắn. Phải tổ chức một buổi lễ cắt băng khánh thành thật hoành tráng. Ngân sách không quá dồi dào. Anh chắc chắn muốn làm à. Anh xem lại ngân sách chưa? Chúng ta còn phải thuê phòng thí nghiệm, cải tạo, mua thiết bị thí nghiệm. Làm, dưới trướng tôi có nhiều người nổi tiếng như vậy, vẫn đủ tổ chức một buổi lễ khánh thành. Được, vậy chuyện này giao hết cho anh. Ok. À, đúng rồi, ngày thứ ba tôi đang cho giải thư vào xe của họ, đã thêm hai người nữa trở mặt, có người bật khóc ngay trên đường, còn một người thì đứng trên sân thượng, tôi thực sự sợ hắn nhảy xuống mất. Tinh thần hỏi, rốt cuộc có nhảy không? Không, hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ nào đó trong kỹ thuật viên, liền chạy xuống lầu vui vẻ. Còn hai tên nữa chưa CI y động tĩnh gì à? Đúng vậy, hai người kia giống như những người bình thường khác. Họ nhìn thấy những chiếc phong bì trên cửa sổ ô tô, chỉ đơn giản vứt vào thùng rác. Anh kiểm tra xem, gần đây hai người này có liên lạc với nhà họ Lâm không, qua điện thoại hay gặp trực tiếp đều phải theo dõi. Chưa gặp đâu, chút chuyện này tôi vẫn nghĩ đến được. Sáu người này tôi đều theo dõi rất chặt. Vậy thì tiếp tục quan sát, không được để bọn họ liên lạc với nhau. Đều cãi nhau đến trở mặt rồi, còn liên hệ gì? Thôi, cúp máy đi, tôi bận. Tinh thần cất điện thoại vào, Mục Lý Thần thấy cô liên lạc với Cận Phó Ngôn, không hiểu sao có chút chán ghét. Mối quan hệ của cô với Cận Phó Ngôn còn tốt hơn với hắn, cho nên cô không ghét toàn bộ đàn ông, chỉ ghét mỗi mình hắn thôi quan hệ của em và cận phó ngôn tốt nhỉ ừ nghe nói cận phó ngôn đầu tư vào chip à tinh thần không khỏi nhìn hắn hai lần cô vừa nhận được tiền hắn đã biết tin tức thật nhanh nhạy tất nhiên tinh thần không tin nhân viên bên cô nói cho hắn biết nhưng khi cô thành lập phòng thí nghiệm và mua thiết bị thí nghiệm tin tức có thể đã bị dò dỉ ra ngoài tinh thần cười lạnh anh nhân tử thế sao tống tinh thần chip không có chỗ để cô phát triển nữa đâu tôi khuyên cô đầu tư vào mảng khác đi. Tinh thần không cười nữa, liếc nhìn mục lý thần. Anh làm được, còn tôi thì không. Hay anh sợ tôi tham gia vào lĩnh vực của anh, tốc độ lại nhanh hơn anh, o bế anh, cuối cùng đè bẹp anh. Tống tinh thần, bộ dáng càn rõ của cô thực sự làm người khác phản cảm. Ồ, vậy à. Cô lấy tự tin ở đâu mà tin có thể đánh bại chip của tôi. Mục lý thần vừa dứt lời, đài phát thanh lập tức thông báo, Chúc mừng Gia Tâm Phiến. Triển lãm khoa học công nghệ sắp kết thúc, lại trúng thêm một hợp đồng 800 triệu nữa. Số tiền giao dịch tích lũy của công ty đã lên tới 9,1 tỷ, đứng thứ nhất. Nháy mắt, gian hàng triển lãm Gia Tâm Phiến xôn xao, các nhân viên vỗ tay hò hét vui vẻ, có người hưng phấn còn ôm nhau. Ngay cả những vị khách cũng bị cuốn hút và đứng dậy vỗ tay. Chỉ có chỗ ngồi của Tinh Thần và Mục Lý Thần là bất động. Chứng kiến cảnh tượng rầm rộ như vậy, Tinh Thần tặc lưỡi buổi sáng cô vừa vượt qua hắn ngồi còn chưa ấm chỗ đã bị hắn lấy lại mục lý thần thực sự sẽ không để ai dẫm lên mình nhưng phải làm sao bây giờ cô nhất định phải làm điều đó tinh thần cười nói chúc mừng anh lại là thứ nhất mục lý thần cười nói tống tinh thần đánh cược không anh muốn cược gì cược anh sẽ đứng đầu triển lãm này ư hắn kiên quyết nói không chuyện đó không đáng để dược Gia tâm phiến nhất định sẽ thắng Người này thật tự tin Kết quả là Dây tiếp theo, đài phát thanh lại thông báo Xin chúc mừng công nghệ tinh thần Công ty hạ đan của nước F đã đặt hàng hệ thống điều khiển chuyến bay trị giá 67 triệu euro Tương đương 500 triệu RMB Vượt qua gia tâm phiến và trở thành công ty đứng thứ nhất trong triển lãm khoa học công nghệ Gia tâm phiến còn chưa kịp bình tĩnh trong cơn phấn khích Lại bị thông báo từ loa đánh thẳng vào mặt Không kịp phòng bị Tinh thần khẽ mỉm cười nhìn mục lý thần bị vả mặt hơi nhanh nhỉ hắn vừa chắc chắn mình sẽ là người xếp thứ nhất nhưng chưa đầy một giây hắn đã bị gian hàng cách vách đánh bại mục lý thần dù tôi có điên đến đâu tôi vẫn là người nói được làm được anh có vẻ hỏi phiếu đấy thấy mục lý thần sắc mặt tối sầm tinh thần thoải mái đứng dậy thôi tôi không làm phiền anh nữa tôi về phòng triển lãm bên cạnh đây cô vừa xoay người rời đi phía sau mục lý thần lạnh lùng nói tống tinh thần tinh thần dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Còn chuyện gì nữa, đánh cược à? Bỏ đi, tôi không có hứng thú đánh cược với anh. Giọng nói của mục lý thần lạnh lùng, ra tâm phiến nhất định sẽ đứng thứ nhất. Tinh thần mỉm cười. Hóa ra mục lý thần, một huyền thoại trong giới kinh doanh của đế đô, cũng sợ bị người khác đè bẹp và dẫm đạp. Mục lý thần, tôi trả lại cho anh những lời anh nói với tôi hôm qua. Hôm qua, hắn nói với cô, Hy vọng cô có thể giữ được vị trí đứng đầu. Hôm nay, cô lại muốn xem hắn có trụ được không? Mục Lý Thần cao mày nghe cô nói, tôi sẽ tham dự sinh nhật của cô, nhưng tôi hy vọng cô không công khai mối quan hệ với Mục Đình Kiêu. Tinh Thần nghe lời này liền không vui. Mục Lý Thần, anh quản rộng quá. Mối quan hệ của cô và Mục Đình Kiêu có được công khai hay không không liên quan gì đến hắn chứ. Tôi cá là hai người sẽ không được như ý nguyện. Ý anh là gì? Ông nội luôn thiên vị Mục Đình Kiêu, đặt hết mọi hy vọng lên người anh ta. Nếu anh ta và cô ở bên nhau, tức là đồng nghĩa với việc tự động từ bỏ vị trí người thừa kế, ông nội làm sao có thể đồng ý được? Tinh Thần luôn cho rằng ông Mục coi thường xuất thân của cô, hóa ra đằng sau lại có lý do này. Tống Tinh Thần, nếu cô muốn tốt cho Mục Đình Kiêu, cô hãy rời xa anh ta. Tinh Thần nhìn Mục Lý Thần, ánh mắt lạnh lùng. Mục Lý Thần, dựa trên sự hiểu biết của tôi về Đình Kiêu, nếu anh ấy từ bỏ vị trí người thừa kế không phải là sẽ thỏa mãn dã tâm của anh sao anh có thể lên nắm quyền kiểm soát mục gia như anh vẫn mong muốn mục lý thần nhìn tinh thần vẻ mặt có phần u ám trước đây có lẽ hắn sẽ vui vẻ mà thầm mắng mục đình kiêu là đồ ngu ngốc vì một người phụ nữ mà từ bỏ quyền thừa kế gia tộc nhưng bây giờ hắn lại thực sự không muốn mục đình kiêu và tinh thần ở bên nhau cho dù nếu chuyện đó xảy ra hắn sẽ dễ dàng lấy được vị trí người thừa kế nhà họ mục Tống Tinh Thần, tối mai cô sẽ không được như ý nguyện. Mục Lý Thần, anh có ý gì? Khuôn mặt tuấn tú của hắn nở một nụ cười u sầu, tôi cá rằng tối mai cô sẽ không thể công khai mối quan hệ với Mục Đình Kiêu như cô mong muốn. Tinh Thần tức giận nói, cho dù anh muốn phá hỏng sự kiện này, anh cũng không có cơ hội đâu, cả đời này tôi sẽ không chọn anh. Hắn chỉ mỉm cười, không nói gì. Tinh Thần giận dữ, quay người và bước ra khỏi phòng nghỉ. Nụ cười trên môi Mục Lý Thần rơi xuống, ánh mắt hắn dõi theo cô cho đến khi cô bước vào phía sau gian hàng của công nghệ tinh thần. Mục Lý Thần dùng một tay hất đổ tách trà đặt trên bàn, chiếc cốc lăn khỏi bàn kính, rơi xuống sàn nhà. Thấy vậy, những vị khách khác trong phòng nghỉ cũng đứng dậy, trực tiếp rời đi. Mọi người đều có thể nhìn ra, tâm tình Mục Lý Thần đang không tốt, vị đại boss này tâm tình không tốt, ai biết giây tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện gì, bọn họ tốt nhất là chạy thôi mấy người phục vụ và nhân viên đều không dám bước vào. Chỉ có Lâm Gia Thanh bước đến chỗ Mục Lý Thần, nhìn chiếc tách trà vỡ. Cô ngồi xổm xuống đất, nhặt những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác. Mục Lý Thần chống tay, đặt tay lên sống mũi, trông rất không vui. Lâm Gia Thanh nhìn thấy tâm trạng của Mục Lý Thần rất tệ, cô không ngờ Mục Lý Thần lại bị tác động lớn như thế. Mỗi lần gặp Tống Tinh Thần, hắn đều rất tức giận như thế. Mục Lý Thần người hô phong hoán vũ trong giới thương trường đế đô không nên có bộ dáng này tim lâm gia thanh chợt đau nhói hận tống tinh thần làm ảnh hưởng đến mục lý thần bây giờ cô càng sợ hơn cô sợ mục lý thần sẽ yêu tống tinh thần nếu vậy cô sẽ không còn cơ hội nữa cô nghiêng người đỡ mục lý thần đứng dậy mục tiên sinh hai anh về phòng nghỉ phía sau nghỉ chút đi mục lý thần vẫy tay với lâm gia thanh bảo cô rời khỏi khu vực nghỉ ngơi hắn cần bình tĩnh lại Hắn cần yên tĩnh. Lâm Gia Thanh không cam lòng, nhưng vẫn cắn môi lùi lại. Mục Lý Thần tâm tình không tốt, nếu tiếp tục chọc giận hắn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể mất đi quyền quản lý Gia Tâm Phiến. Hiện tại, Mục Lý Thần vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, chưa giao toàn quyền cho cô, nếu không hắn đã không đến đây hàng ngày, dành phần lớn thời gian ở gian hàng của Gia Tâm Phiến. Hắn hiếm khi đi đến bên gian hàng của công nghệ Mục Thị. Lâm Gia Thanh đứng sau cánh cửa kính, nhìn mục lý thần suy sụp lại nhìn thấy những nhân viên bên công nghệ tinh thần đang hòa mình nhiệt liệt chúc mừng chiến thắng thật là chướng mắt cô quay lại không cô sẽ không bao giờ cho phép công nghệ tinh thần giành được vị trí đầu tiên cô vào phòng nghỉ phía sau mở danh sách khách hàng tiềm năng và liên hệ với từng người một cô phải giành được vị trí đầu tiên khiến mục lý thần nhìn cô với ánh mắt khác xưa hắn sẽ thấy cô cũng rất mạnh mẽ mạnh mẽ hơn tống tinh thần có thể chống đỡ ra tâm phiến sau khi Tinh Thần bước vào phòng nghỉ, Hứa Vĩ Đạt cũng vui vẻ chạy vào. Phát biểu cảm nghĩ đi, khối lượng giao dịch của chúng ta đã lên đến hơn 9 tỷ, thêm một chút nữa là được 10 tỷ rồi. 10 tỷ, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ bán được nhiều như vậy trong một tuần. Trừ đi các chi phí và khấu hao, chúng ta lãi 6 đến 8%, tính trên 9 tỷ, chúng ta lãi 600 triệu chỉ trong một tuần, cao hơn cả lợi nhuận của Vĩ Đạt Sang Tân của tôi trong 20 năm nữa. Con mẹ nó, quá là kinh sợ rồi tinh thần rất bình tĩnh, đừng vội, gian hàng bên cạnh sẽ lại vượt qua chúng ta. Vượt lên, cô đùa à, họ đã gần như đã cạn nguồn rồi, không thể vượt lên nữa đâu. Để vượt lên trên chúng ta lần trước, đến cả công nghệ mục thị cũng đã đặt đơn hàng 2 tỷ. Công nghệ mục thị là công ty mới thành lập không lâu đã đặt đơn hàng khổng lồ như thế, không phải là đã phải chơi trò chuyển tiền từ túi trái sang túi phải sao. Hứa Vĩ Đạt vẫn chưa biết nhiều về mục lý thần. Chỉ cần hắn đê ơ đứng thứ nhất, dù hắn có phải lấy tiền của mục thị chuyển vào đây, hắn cũng sẽ làm. Đều là công ty của hắn, chỉ là chuyển từ bên này sang bên kia thôi, có gì đâu. Tinh thần cười lạnh. Tôi hắn làm tử tế một chút, nếu không, để lộ ra, rất xấu mặt. Được rồi, tôi sẽ ra ngoài để mắt tới nó trước, đề phòng nhà bên cạnh lại trèo lên trên. Hứa vĩ đạt đi ra ngoài, tinh thần nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ, mục đình kiêu có lẽ đang trên đường ra sân bay cô gọi vào số riêng của hắn cuộc gọi được kết nối ngay lập tức giọng nói như thể anh đang ở trong xe sao thế em đang ở triển lãm ừ anh đang trên đường đến sân bay nửa tiếng nữa sẽ đến sao vậy nhớ anh à giọng nói của hắn rất ngọt ngào nhất là khi nói đến tình yêu trầm thấp dễ nghe tinh thần nhanh chóng đỏ mặt tim đập thình thịch coi như là thế đi nếu thực sự nhớ anh anh chờ em ở sân bay, chúng ta cùng nhau đón ông. Không được đâu, Hứa Vĩ Đạt sẽ không để em rời đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, dù thế nào đi nữa cũng phải kết thúc một cách hoàn hảo. Đàm Tư Minh đã kể cho anh nghe tình hình trong phòng triển lãm rồi, chúng ta tạm thời đang đứng nhất mà. Hắn nói là tạm thời, tức là hắn cũng biết Mục Lý Thần sẽ lại vượt lên, họ vẫn cần theo dõi sát sao.